bơm chìm nước thải 65VQ. Nghe cái tên của nó, anh chị có đoán được đây là dòng bơm dùng để bơm cái gì không ạ? Dạ vâng ạ, anh chị đã đoán đúng rồi ạ. Đây là dòng bơm để bơm nước thải và được đặt chìm ở dưới nước. Thì nó có thể bơm được nước thải sạch hoặc là nước thải có chứa một chút hóa chất và có pH bằng từ 6,5 cho đến 7,5. Ngoài ra thì nó có thể bơm dùng để bơm ở trong hố móng, hố ga hoặc là các hố nước thải hoặc hố nước mưa. Ngoài hoặc là họ cũng có thể bơm nước sông hoặc là nước ao hồ, hoặc là bơm cho trạm xử lý nước sạch. Ngoài ra thì có thể dùng để bơm tưới tiêu thủy lợi, hoặc là bơm nước ở tầng hầm, bể nắng, hoặc là các cái công trình giao thông. Dạ, ứng dụng của bơm này là rất nhiều ạ. Và bây giờ em sẽ review chi tiết cụ thể hơn về cái bơm này để cho anh chị xem ạ. Cái phần này là cái phần thân bơm. Và cái chỗ này là cái bộ khớp nối nhanh. Cái khớp nối nhanh này có mục đích là để cho mình khi mà mình thả chìm cái bơm này xuống thì mình đến lúc mà mình muốn nấc cái bơm này lên thì mình có thể lôi lên, bỏ cái ốc này ra mình lôi lên nó được dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn qua cái một cái hệ thống dòng dọc. Và đây là model của sản phẩm 65VQ37-13-3. Thì nhìn cái model này mình có thể thấy được cái 65 này nó chính là cái cổng cổng xả của bơm, 37 là cái lưu lượng của bơm, 37 mét khối trên giờ, 13 ở đây là cột áp của bơm là 13 mét, và cái công suất của nó là 3 kW. Bơm này là của thương hiệu Feili, hàng được nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Trung Quốc. Hàng này em cũng có sẵn. Anh chị quan tâm thì vui lòng comment với em ở bên dưới. Đây là kênh bơm công nghiệp 247 của công ty trách nhiệm hữu hạn Vimec, công ty chuyên review về những cái máy bơm công nghiệp có sẵn ở trên thị trường. Dạ trân trọng cảm ơn ạ.